Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dogili Best Shop. Và trong video ngày hôm nay, Dogili sẽ giới thiệu với các bạn về thông tin cơ bản về nguồn gốc, xuất xứ, màu lông và quan trọng hơn là bảng giá mới nhất của mèo Anh lông ngắn năm 2022 tại các hệ thống cửa hàng trại mèo của Dogili Best Shop ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Lạt. Mèo Anh lông ngắn nằm trong top đầu những giống mèo được yêu thích và nuôi phổ biến nhất trên toàn thế giới. Chúng được ví là biểu tượng của sự tròn xoe, do sở hữu thân hình mẫm mỉm tròn trịa, đôi mắt tròn to long lanh, khuôn mặt tròn phúng phính và bàn chân cũng tròn nốt. Giống như cái tên, giống mèo này sở hữu bộ lông kép ngắn, dày với hơn 100 kiểu màu lông, hoa văn khác nhau. Những chú mèo đến từ Anh quốc này có thể dễ dàng chinh phục trái tim của bất kỳ ai. Không chỉ bởi ngoại hình dễ thương mà còn bởi tính cách ngọt ngào, đáng yêu và giàu tình cảm. Mèo Anh lông ngắn là giống mèo rất ngoan ngoãn, ít kêu và quậy phá. Các em ấy có thể nghịch ngợm, tò mò, hoạt bát lúc nhỏ, nhưng sẽ trở nên rất điềm đạm, dịu dàng khi trưởng thành. Là một giống mèo có tính cách độc lập, đồng thời rất khỏe mạnh, ít bệnh vặt, dễ nuôi và dễ chăm sóc. Mèo Anh lông ngắn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những người yêu mèo nhưng bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc cho mèo cưng. Bên cạnh đó, khi bạn không có ở nhà hoặc không có thời gian dành cho mèo, thì bé mèo của bạn sẽ lặng lẽ nằm dài trước cửa nhà để đợi bạn. Giống mèo này rất giàu tình cảm nhưng ít khi thể hiện ra, mà chúng sẽ bày tỏ tình yêu thương với chủ nhân theo cách riêng của mình. Về màu lông của mèo Anh lông ngắn cũng rất đa dạng, bao gồm các màu như xám xanh, xám tro, tuxedo, đen, trắng, vàng hay được còn gọi là red, bicolor, tam thể tricolor, tabby, no chocolate, himalaya, lilac, silver, golden, cinnamon, kem, foam, hồng phấn và đồi mồi. Mỗi màu sẽ có giá cả khác nhau và các yếu tố như tai cụp hay chân ngắn thì cũng có giá khác nhau. Cụ thể, mèo Anh lông ngắn màu xám xanh, xám tro có giá trên 7 triệu đồng, có tai cụp thì 10 triệu trở lên, chân ngắn thì 18 triệu trở lên. Kết hợp cả hai yếu tố tai cụp và chân ngắn thì 28 triệu trở lên. Mèo có màu đen, màu trắng, vàng hay còn gọi là red có giá trên 10 triệu, có tai cụp thì trên 15 triệu, chân ngắn thì trên 20 triệu và cả hai yếu tố thì trên 30 triệu. Mèo có màu tuxedo, bicolor, Himalaya có giá từ 9 triệu trở lên, có tai cụp thì trên 12 triệu, chân ngắn thì trên 20 triệu và cả hai yếu tố thì trên 30 triệu. Mèo có màu tam thể tricolor, tabby, đồi mồi, no chocolate, lilac, silver có giá từ 11, 12 triệu trở lên, có tai cụp thì trên 15 triệu, có chân ngắn thì trên 20 triệu, có cả hai yếu tố thì trên 30 triệu. Mèo có các màu hiếm và lạ như golden thì giá trên 20 triệu, màu cinnamon trên 25 triệu, màu fawn trên 35 triệu. Các màu hiếm này nếu có thêm tai cụp thì dao động trên 35 triệu, có chân ngắn dao động trên 50 triệu và kết hợp cả tai cụp và chân ngắn thì trên 80 triệu. Các bạn có thể truy cập vào đường link ở bên dưới màn hình để truy cập vào trang web của Dogili để xem nhiều thông tin hơn nhé. Dogili là thương hiệu trong lĩnh vực thú cưng của công ty cổ phần Dogili Việt Nam và là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc nhân giống, nhập khẩu và bán mèo Anh lông ngắn tại Việt Nam. Dogili Best Shop sở hữu hệ thống trại mèo, cửa hàng thú cưng, spa, khách sạn cho mèo, bệnh viện thú y và hoạt động theo mô hình khép kín, nhằm tối ưu sự phục vụ khách hàng và chất lượng của mèo con bán ra từ hệ thống. Vì vậy, mèo Anh lông ngắn bán ra từ Dogili Best Shop luôn là mèo thuần chủng, chất lượng cao với giá hợp lý. Khi mua mèo Anh lông ngắn con được bán ra từ hệ thống Dogili Best Shop, khách hàng sẽ có sự đồng hành trọn đời của Dogili Best Shop, được tư vấn và hỗ trợ chăm sóc mèo con miễn phí 24/7 bởi đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn của hệ thống. Các bạn có thể mua mèo Anh lông ngắn online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc là ghé các cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10, 391 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình, 171 Quang Trung phường 10 quận Gò Vấp, 5/17 đường 64 phường Thảo Điền quận 2. Hà Nội các bạn có thể ghé 81-95 phường Yên Phụ quận Tây Hồ, Đà Lạt có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế phường 8 thành phố Đà Lạt. Ngoài ra,
Nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Doggy Lee, có thể ghé trang trại Pet Farm tại 125 quốc lộ 20, tổ Lâm Văn Thạnh, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để check in nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Doggy Lee. Doggy Lee chúc các bạn có một ngày ấm áp và sẽ chọn được một bé mèo Anh lông ngắn đáng yêu cho riêng mình. Nếu có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới hoặc liên hệ các fanpage Doggy Lee hay thông qua hotline 1900 996679 hoặc 0965 086 079. Doggy Lee sẽ hỗ trợ các bạn 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Bye bye.